Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành địa phương cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Một trong những vấn đề đặt ra tại cuộc họp là các chuyên nghiệp cần chủ động hơn trong việc giám sát phòng chống dịch và xử lý ổ dịch. Trong 60 ca mắc trong ngày hôm nay có đến 48 trường hợp có khả năng lây lan ra cộng đồng. Các ca mắc liên quan đến 17 chuỗi lây nhiễm đều có nguy cơ cao, trong đó các chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao là công ty điện tử Việt Hoa, công ty hữu nghị, công ty thủy sản Thuận Phước. Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã cách ly 345 ca F1. Đến nay, thành phố có hơn 939.000 người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và hơn 617.000 người đã tiêm mũi 2. Qua đánh giá, đối với các ca bệnh tại khu công nghiệp, địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp triển khai công tác phòng chống dịch kịp thời, Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lúng túng, Sở Y tế đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cần chỉ đạo các doanh nghiệp xác định rõ việc giám sát chủ động tại doanh nghiệp và xử lý khi có dịch, tổ chức diễn tập để ứng phó trong trường hợp xảy ra ca bệnh. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị quận Sơn Trà cần xử lý nhanh khi có các ca mắc COVID-19, nhất là tại khu công nghiệp. Quận Thanh Khê lưu ý đánh giá sát tình hình và triển khai công tác phòng chống dịch khi có các ca bệnh tại kỳ khẽm các quận huyện chủ động đánh giá thực chất tình hình dịch bệnh của mình và chuyển cấp dịch phù hợp hiện có nhiều ca mắc tại khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp cần có biện pháp xử lý các ổ dịch kịp thời không để lây lan ra cộng đồng